Rồi, trước giờ trong ngôn ngữ C á, mình học những ngôn ngữ, những kiểu dữ liệu cơ bản hay là kiểu dữ liệu cơ sở? Kiểu dữ liệu cơ sở như là in để chứa một cái số nguyên ha. Khi mình khai báo một cái biến kiểu in thì nó cho mình cái vùng nhớ lưu trữ đủ một số nguyên. Load để chứa một số thực, rồi character để chứa một ký tự, vân vân. Cái này là những kiểu dữ liệu cơ sở hay là kiểu dữ liệu cơ bản. Bây giờ nếu mà cô muốn lưu thông tin một sinh viên gồm mã sinh viên, họ tên sinh viên, điểm trung bình của sinh viên thì những cái kiểu dữ liệu cơ sở này nếu mà cô muốn ví dụ như mã sinh viên cô muốn là chuỗi ha thì character mã sinh viên chuỗi tối đa 30 ký tự thì cô khai báo 31 phần tử ha. Xong rồi character họ tên cũng tối đa 50 ký tự thì đây cô khai báo 51 phần tử. Rồi điểm trung bình số thực, điểm trung bình vậy thì như thế này thì cô phải khai báo ba cái biến, một biến kiểu số thực và hai biến kiểu chuỗi ký tự để lưu thông tin của một sinh viên thôi, rất là mất công. Cho nên người ta mới đặt ra một kiểu dữ liệu mà do người lập trình định nghĩa, đó là kiểu dữ liệu có cấu trúc. Kiểu dữ liệu có cấu trúc á thì nó có thể có nhiều thành phần, trong đó các thành phần là kiểu dữ liệu cơ sở hoặc một kiểu dữ liệu cấu trúc khác nha. Vậy thì kiểu dữ liệu có cấu trúc là kiểu dữ liệu do người lập trình định nghĩa, nó bao gồm những kiểu dữ liệu cơ sở hoặc kiểu dữ liệu cấu trúc khác. Bây giờ để định nghĩa một kiểu dữ liệu cấu trúc thì người ta quy ước viết như thế này. Thường thì định nghĩa ngay sau khai báo thư viện á, để ở chỗ nào mình dùng kiểu dữ liệu đó cũng được hết. Quy ước viết là từ khóa sách cấu trúc, rồi tên kiểu dữ liệu mới, ví dụ như là cô muốn lưu trữ sinh viên cô đặt tên là SV, sau này mở ngoặc nhọn đóng ngoặc nhọn chấm phẩy, đối với DevC thì đóng ngoặc nhọn và chấm phẩy nó tự thêm vô, còn trong IT Coder thì chỗ này hình như không có chấm phẩy, các bạn nhớ thêm vô. Trong cái cặp ngoặc nhọn và chấm phẩy này thì mình định nghĩa các thành phần của kiểu dữ liệu sinh viên này. Ví dụ như bây giờ kiểu dữ liệu sinh viên này cô muốn lưu mã sinh viên là chuỗi thì cô khai báo cái chuỗi chứa mã sinh viên tối đa 10 ký tự. Tối đa 10 ký tự thì cô ghi 11 phần tử ha. Rồi họ tên sinh viên cũng là chuỗi. Character họ tên tối đa 30 ký tự thì ở đây cô ghi 31. Rồi điểm trung bình thì số thực. Điểm trung bình là số thực. Vậy thì cái kiểu dữ liệu cấu trúc tên là SV có 3 thành phần. Mỗi thành phần còn gọi là một trường. Nghe ở đây cô gõ tiếng Việt không được. Tiếng Anh nó là field. Mỗi thành phần được gọi là một trường hay là field. ELD field. Rồi mỗi thành phần có thể là kiểu dữ liệu cơ sở như là float, int, vân vân, character. Có thể là một kiểu dữ liệu khác. Ở đây cô định nghĩa kiểu dữ liệu mới, nó gom những kiểu dữ liệu cơ sở đưa vào đây ha.
gọi là kiểu dữ liệu có cấu trúc. Vậy thì cái này là cô định nghĩa. Định nghĩa hay là trong giáo trình người ta hay gọi là khai báo. Định nghĩa kiểu dữ liệu cấu trúc. Hay là người ta còn hay gọi là, cô thì cô gọi là định nghĩa. Còn ở trong giáo trình gọi là khai báo kiểu dữ liệu cấu trúc. Đây, định nghĩa cái kiểu này thôi. Bây giờ mình khai báo một cái biến, ví dụ mình khai báo biến số nguyên tên là N, thì trong cái này là khai báo một biến tên là N có kiểu dữ liệu là in. Hệ điều hành sẽ cấp cho mình một vùng nhớ tùy theo trình biên dịch 32 bit á, thì cái vùng nhớ đó gồm 4 byte và nó đặt tên là N để lưu trữ cái số nguyên. Bây giờ mình có kiểu dữ liệu SV thì cũng tương tự như vậy. SV rồi biến X. Rồi, vậy thì cô khai báo một biến tên là X có kiểu dữ liệu là SV. Và hệ điều hành nó cấp cho mình một cái vùng nhớ đủ để mình lưu những thành phần này đây. Ha. Nói lại nè. À, ở trên này cô định nghĩa một kiểu dữ liệu mới tên là SV có 3 thành phần, mã sinh viên kiểu chuỗi, họ tên chuỗi, điểm trung bình kiểu số thực và quy ước định nghĩa kiểu dữ liệu mới bằng. Quy ước là phải theo thôi chứ không hỏi tại sao phải bắt buộc viết stack trước nha. À, muốn định nghĩa một kiểu dữ liệu mới gọi là kiểu dữ liệu có cấu trúc thì mình viết từ stack trước, rồi tên kiểu dữ liệu mới, rồi dưới này các thành phần, mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn chấm phẩy, trong cái cặp ngoặc nhọn đó là các thành phần, mỗi thành phần là kiểu dữ liệu cơ sở, có thể là một kiểu dữ liệu cấu trúc khác. Thì khi đó, nếu trong thành phần là kiểu dữ liệu cấu trúc khác thì người ta gọi là cấu trúc lồng nhau, tức là trong cấu trúc này có cấu trúc kia. Stack là cấu trúc đó nha. Mỗi một thành phần như thế này gọi là một trường hay là một field. Trên này là cô định nghĩa kiểu dữ liệu thì hệ điều hành chưa cấp vùng nhớ cho cô đâu. Ở dưới này cô khai báo một cái biến x có kiểu dữ liệu là SV đã định nghĩa ở trên, thì hệ điều hành sẽ cấp cho cô vùng nhớ đủ để lưu cái này. Và kích thước của nó tùy vào mình có sử dụng một cái số lệnh nào đó hay không. Bây giờ tạm thời là mình biết là nếu mình khai báo như thế này thì hệ điều hành cấp cho mình vùng nhớ để đủ lưu trữ 3 thành phần này. Ha. Còn nếu khai báo N là kiểu dữ liệu in thì hệ điều hành cấp cho mình vùng nhớ để lưu trữ một số nguyên thôi. Đó, vậy đó. Bây giờ nếu cô lưu tập tin này, tập tin của cô chưa lưu nè, ha, bây giờ cô lưu. Nếu mà cô lưu với phần mở rộng là cô lưu với phần mở rộng là chấm C, tức là trong ngôn ngữ C, tên là stack đi. Ha, nè, chấm C. Nếu cô lưu với phần mở rộng là chấm C, có nghĩa là cô chỉ được dùng những cái khái niệm, những cái quy ước trong ngôn ngữ C mà thôi. Như vậy thì khi cô chạy cái này nó sẽ không hiểu. Nếu mà trong ngôn ngữ C thì cô phải thêm từ khóa stack trước nè, ha. Chứ nếu mà cô để SV X chạy nó không hiểu nè. Nè, nó không hiểu SV là cái gì. Đó, mình thấy không? Không biết tên kiểu SV là gì. Cho nên nếu lưu với ngôn ngữ C thì ở đây kiểu dữ liệu cấu trúc bắt buộc phải ghi thêm cái từ khóa stack. Ha, rồi bây giờ chạy là nó không báo lỗi đó nè.
rồi nó không báo lỗi ha. Đấy, khi mà khai báo đỡ phải ghi cái từ khóa trách trước tên kiểu dữ liệu cấu trúc thì người ta dùng cái từ khóa thay dép đặt tên lại. Ví dụ như cô dùng từ khóa thay dép SV, đặt tên lại là dữ liệu sinh viên chẳng hạn, thì khi đó cô dùng này nè, dữ liệu sinh viên, nhưng cô không dùng từ khóa stat được, nó không hiểu, nó cũng hiểu nhưng nè, để đỡ khi mà khai báo một biến thuộc kiểu dữ liệu cấu trúc trong ngôn ngữ C chứ không phải là C cộng cộng thì người ta dùng từ khóa thay dép check SV ở trên nè, là dữ liệu sinh viên. Khi đó cô chỉ cần dữ liệu sinh viên ít là nó hiểu ha. Rồi hoặc là cô đặt lại tên SV luôn cũng được, chỗ này nè ha. Kiểu dữ liệu cấu trúc SV đặt tên lại là SV, dưới này thì cô dùng SV nó không báo lỗi nè, không báo lỗi. Hoặc mình có thể vừa khai báo vừa định nghĩa trên này luôn cũng được nè. Thay vì phải một cái dòng định nghĩa lại đặt tên lại thì cô bỏ thay dép lên đây, thay dép bỏ lên đây ha. Rồi ngoài sau này là tên mới, cô đặt tên trùng ở trên này cũng được mà không cần dòng lệnh này nhé, thì nó cũng hiểu, nó không báo lỗi đó. Có thể cái tên chỗ này không cần cũng được ha đó. Thì dưới này nè, khi mà khai báo biến mình không cần ghi từ khóa strict, đó là trong ngôn ngữ C. Còn trong ngôn ngữ C cộng cộng thì không cần phải thay dép như thế nhé. Rồi ví dụ bây giờ trong cái ngôn ngữ C cộng cộng cũng cấu trúc mà cô lưu ở C cộng cộng tức là C plus plus á, cô lưu phần mở rộng là C cộng cộng C plus plus ha, thì cô cũng định nghĩa kiểu dữ liệu, ví dụ định nghĩa kiểu dữ liệu sinh viên, cô chỉ cần viết vậy, cô không cần thay dép. Kiểu dữ liệu sinh viên gồm có mã sinh viên, kiểu chuỗi tối đa 10 ký tự, ở đây khai báo 11 phần tử, họ tên cũng kiểu chuỗi tối đa 20 ký tự, ở đây 21 phần tử, điểm trung bình là số thực, điểm trung bình là số thực ha. Rồi dưới này cô khai báo một cái biến SV, biến x mà nó không không cần từ khóa stat, trên này cũng không cần thay dép, đó là đối với ngôn ngữ C cộng cộng. Nên khi mà lập trình đó, nếu mà các bạn lưu trữ chấm C thôi thì các bạn phải dùng từ khóa thay dép như thế này. Còn nếu các bạn lưu với phần mở rộng là CBB thì không cần từ khóa thay dép ở dưới này. Khi khai báo biến cũng không, cho nên không cần từ khóa trích. Rồi vậy thì nhớ lưu tên tập tin với phần mở rộng là chấm CBB để mình không cần dùng thay dép định nghĩa lại cái tên mới cho cái ngôn ngữ, cho cái dữ liệu cấu trúc đó nha. Vậy cho nên cô đóng này cô không cần này ha. Rồi vậy thì bây giờ cái biến x này có kiểu dữ liệu là SV. Khi nhập dữ liệu cho biến x thì mình phải nhập từng thành phần của nó. Để gọi từng thành phần thì người ta dùng toán tử dấu chấm. Vậy có nghĩa là nếu bây giờ cô nhập dữ liệu cho x, nhập dữ liệu cho x thì cô phải nhập cho từng thành phần.
Muốn gọi từng thành phần thì x chấm tên thành phần, ví dụ x chấm mã sinh viên ha, nhập cho x chấm mã sinh viên, x chấm họ tên, x chấm điểm trung bình. Cái toán tử này gọi là toán tử dấu chấm để lấy từng thành phần trong dữ liệu cấu trúc. Vậy thì nhập dữ liệu cho x, đầu tiên cô nhập cho mã sinh viên. Mã sinh viên thì nếu mà làm trên Depsy á thì cô phải nhắc, tại vì mình nhập vô từ bàn phím rồi mới vô bộ bộ nhớ đệm, vùng nhớ đệm bàn phím mới lưu vô trong cái biến. Cho nên mình hay dùng printf để nhắc người ta nhập mã sinh viên. Rồi, đây là cái dòng nhắc nhở ngoài màn hình thôi. Bây giờ cái lệnh nhập từ bàn phím scanf, nhập chuỗi thì phần trăm s, mã sinh viên không có khoảng trắng, cho nên cô dùng scanf nhập vào đâu để gọi từng thành phần thì tên biến là x chấm tên thành phần là mã sinh viên ha. Và do nó là chuỗi cho nên ở đây cô không cần ghi địa chỉ cũng được, hoặc là có cũng được, không có cũng được. Tại vì chuỗi là mảng một chiều, mỗi phần tử là một character, cho nên bản thân nó là địa chỉ của phần tử đầu tiên ha. Cho nên ở đây có dấu và cũng được, không có cũng được. Rồi đó là nhập chuỗi. Rồi bây giờ đến nhập họ tên. Mà nhớ nè, nhập họ tên cũng là chuỗi, mà họ tên nó có thể có khoảng trắng, cho nên cô không dùng scanf được, mà cô phải dùng get s. Và vậy thì nhắc ra màn hình để người ta gõ vô, người ta biết người ta gõ cái gì. Họ tên sinh viên. Rồi để nhập vô thì cô cũng scanf. Không, họ tên nó có dấu, nó có khoảng trắng, cho nên cô không dùng scanf được, mà phải dùng get s vào x chấm họ tên ha. Vậy thì những cái thành phần, gọi những thành phần này thì những thành phần này tương tự như một cái biến có kiểu dữ liệu cơ sở, và nó trên này nhập dữ liệu rồi, dưới này là chuỗi, để đề phòng là trong vùng nhớ đệm bàn phím vẫn còn dữ liệu trong đó. Trước khi nhập cái này mình phải xóa vùng đệm bàn phím bằng lệnh FF plus. Còn trong IT coder đó không dùng được lệnh này thì người ta biểu mình dùng get cha để thay thế cho FF plus stdin ha. Cái này là xóa vùng đệm bàn phím trước khi nhập họ tên. Cứ ghi nhập họ tên phải xóa vùng đệm bàn phím, chứ không thôi là nó bỏ qua, nó không nhập đó. Rồi bây giờ nhập điểm thì cũng nhắc trên màn hình để người ta biết người ta gõ vô cái gì. Nhập điểm trung bình, điểm trung bình. Rồi vậy thì scanf, điểm trung bình là số thực, cho nên phần trăm f. Rồi phải địa chỉ của x chấm điểm trung bình. Rồi nhập dữ liệu cho x rồi, bây giờ xuất x ra màn hình. Xuất x ra màn hình thì cô xuất với dạng một hàng ngang ha, printf. Đầu tiên là xuất cái mã sinh viên. Mã sinh viên là chuỗi cho nên đặc tả của nó là phần trăm s. Cô muốn cái mã sinh viên nó chiếm 12 khoảng thì 12s này là cô làm trên Depsy, còn trong IT coder thì xuất ra theo quy ước của họ, không cần phải làm giống như vậy nha. Rồi muốn nó canh trái thì cô có dấu trừ để cho nó đẹp. Rồi đó là mã sinh viên. Bây giờ đến họ tên cũng là chuỗi, cho nên phần trăm s, và cô muốn chiếm khoảng 20 thì 20s, cho
Bên trái có dấu trừ. Rồi đến điểm trung bình, phần trăm F điểm trung bình. Và cô muốn điểm trung bình một số lẻ thôi thì chấm 1. Và cô muốn cái điểm trung bình này chiếm 6 vị trí. Trong 6 vị trí đó có một số lẻ ha, thì phần trăm 6.1F. Có 3 cái đặc tả rồi, bây giờ 3 cái biến là x chấm mã sinh viên. Rồi phẩy x chấm họ tên, phẩy x chấm điểm trung bình. Rồi, cũng y hệt như những cái từng thành phần mình xử lý y hệt như một những cái biến mà kiểu dữ liệu cơ sở ha. Chỉ có là tên thành phần thì bằng tên biến chấm tên thành phần. Nếu mà có một cái biến y cũng kiểu dữ liệu là SV thì để nhập dữ liệu cho biến y thì mình cũng nhập vô y chấm mã sinh viên, y chấm họ tên, y chấm điểm trung bình là chạy. Đây. Người ta màn hình yêu cầu là mình nhập mã số sinh viên, ví dụ mã số sinh viên, họ tên sinh viên, điểm trung bình 8.5. Rồi đây ha, nhập ở trên nè. Rồi đây cô xuất ra màn hình mã sinh viên, họ tên và điểm trung bình đó, thì nó cũng tương tự như kiểu dữ liệu cơ sở bình thường thôi, chỉ có nó nhiều thành phần, nó có thể có nhiều thành phần, và để gọi một thành phần thì mình chỉ cần tên biến chấm tên thành phần. Cấu trúc lồng nhau là sao? Ví dụ bây giờ cô định nghĩa một kiểu dữ liệu cấu trúc khác nè, state tên là mà nó có 3 thành phần. Ngày, một cái ngày á, một cái ngày tháng năm thì nó sẽ có ngày là số nguyên, tháng là số nguyên, rồi năm là số nguyên luôn. Đây ha. Vậy thì kiểu dữ liệu DES gồm 3 thành phần: ngày, tháng, năm. 3 thành phần này cùng là kiểu số nguyên, cho nên cô có thể gom vô, cô để trên một dòng để đỡ chiếm chiều cao dòng, phẩy nè ha, rồi năm nè, cô kéo lên đây luôn nè ha, đó 3 thành phần. Vậy kiểu dữ liệu DES này, rồi sinh viên này, cô có thể dùng kiểu dữ liệu đó, DES ngày nhập học hen, cũng kiểu dữ liệu DES đó, cũng kiểu dữ liệu DES đó cho ngày ra trường. Đó. Ha. Vậy trong kiểu dữ liệu cấu trúc SV có một kiểu dữ liệu cấu trúc khác, thì cái này gọi là cấu trúc lồng nhau. Vậy bây giờ để nhập dữ liệu cho ngày nhập học, cho ngày ra trường thì mình làm sao? Thì nhập dữ liệu cho x nè. Nhập dữ liệu cho x nè ha. Nhập điểm trung bình xong rồi, bây giờ nhập ngày nhập học. Nhắc người ta để người ta biết người ta sẽ nhập cái gì. Nhập ngày nhập học gồm ngày tháng năm, học dạng ngày, rồi khoảng trắng tháng, rồi khoảng trắng năm. Cái này, cái dòng printf này là chỉ nhắc nhở trên màn hình thôi, còn trong IT coder là không cần những cái nhắc nhở trên màn hình như thế này nha. Rồi bây giờ scanf nhập vào 3 số nguyên cho ngày nhập học, phần trăm d. Khi cô nhập chung trong một scanf thì các bạn chỉ cần nhập cái ngày thứ nhất, xong rồi khoảng trắng cái ngày thứ hai, xong rồi khoảng trắng hoặc enter cho cái khoảng trắng
nhập dữ liệu cho ngài, cho cái đặc tả thứ nhất là chứ. Cô nói nhầm đó. Nhập dữ liệu cho cái đặc tả phần trăm D thứ nhất, hen. Phần trăm D thứ nhất là cho x chấm, lưu này nha, x chấm thì nó sẽ có ngày nhập học đúng không, mà có ngày ra trường, ngày nhập học chấm ngày đã cấu trúc lòng nhau hen. Địa chỉ của x chấm ngày nhập học chấm ngày, tương tự như vậy địa chỉ của x chấm ngày nhập học chấm tháng, rồi địa chỉ của x chấm ngày nhập học chấm năm. Rồi xong rồi, bây giờ mình cũng nhập cho ngày ra trường đúng không, tương tự thế này cô copy xuống để cô sửa lại cho nó nhanh đúng không. Một dòng nhắc nhở, printf nhắc nhở nhập ngày ra trường, cũng dạng ngày khoảng trắng tháng năm. Vậy bây giờ ngày này là ngày gì? Ngày ra trường x chấm chấm ngày ra trường chứ không phải ngày nhập học nữa ha. Rồi ngày ra trường gõ cũng được, hoặc là cho khi mình lưu rồi á, là mình lưu này nha, lưu rồi á thì nó hiểu, nó nhớ, cho nên khi mình bấm x chấm thì nó sẽ hiện lên đó, mình chọn cũng được. Đôi khi nó không hiện lên thì mình tự gõ nha, có những cái ngữ cảnh nào đó mà nó không hiện lên thì mình nhớ cái tên phân biệt qua thường đó là mình gõ. Rồi ngày ra trường chấm năm, vậy thì in ra, xuất ra màn hình cũng vậy. Chỗ này cho xuống dòng đi cho dễ thấy ha. Mình nhập đến điểm trung bình rồi, bây giờ mới xuất ra cái ngày tháng năm. Xuất ra đầu tiên là ngày nhập học, ngày nhập học thì cô cho khoảng trắng này đi ha, mã sinh viên với họ tên sinh viên là nó canh trái này nè, riêng số thực thì nó canh phải, cho nên cô cho khoảng trắng đi. Và bây giờ ngày phần trăm D cho ngày, rồi dấu sẹt này phần trăm D cho tháng, rồi dấu sẹt này phần trăm D cho năm tháng. Vậy cô ba cái đặc tả đó là để cô in cái ngày nhập học. Rồi x chấm ngày nhập học chấm ngày, nó là cấu trúc lòng nhau, phẩy x chấm ngày nhập học chấm tháng, rồi phẩy x chấm ngày nhập học chấm năm. Rồi tương tự như vậy cho cái nè, copy này sửa lại, copy này bỏ ra sau này nhé, cho nó khoảng trắng. Rồi ba cái phần trăm D đó cho ngày ra trường x chấm ngày ra trường rồi. Vậy đây cô sửa lại x chấm ngày ra trường chấm ngày, rồi x chấm ngày ra trường chấm tháng, x chấm ngày ra trường chấm năm, rồi chạy. Thiếu cái gì? Print F. Thiếu chữ F. Thiếu cái gì?
Như chữ AF. À, thiếu cái gì? Thiếu chấm phẩy chứ. À, nó dài quá, cô muốn xuống dòng thì cô để đây, cô enter thôi nè, ha, cho dễ dễ kiểm soát, dễ kiểm tra. Đó rồi, vậy thì chạy nè, xuất ra màn hình RNF, có một lệnh RNF à, cho nên nó dài quá, cô ngắt bỏ xuống đây thôi. Rồi chạy, mình sẽ nhập dữ liệu cho biến x, kiểu dữ liệu là SV, sau rồi mình xuất biến x ra màn hình dưới dạng một hàng ngang. Rồi ví dụ mã số sinh viên, họ tên sinh viên, à, điểm trung bình là 8.5. Rồi nhập ngày nhập học 12 khoảng trắng. Khi mình nhập chung trong một lệnh scan F ba số nguyên thì ba số nguyên đó cách nhau bằng khoảng trắng cũng được, enter cũng được, phím tab cũng được. Rồi 12 tháng 2 năm 2023, đó là ngày nhập học. Rồi nhập ngày ra trường 12 tháng 2 năm 2027, 4 năm phải không? Rồi in ra nè, mã số sinh viên, họ tên, điểm, ngày nhập học, ngày ra trường, đó cứ rỉ rả làm thôi. Mình có thể vừa định nghĩa vừa khai báo biến ngay chỗ này luôn cũng được nè, ha. Ở này là cô khai báo cái biến x, cô khai báo cái biến x nó phạm vi sống của nó trong hàm men. Còn ở đây ví dụ như cô vừa định nghĩa kiểu dữ liệu static, rồi cô khai báo biến, ví dụ như biến x1 phẩy x2, thì x1 và x2 là biến còn cục, ở chỗ nào cô gọi nó cũng được hết đó. Hey, này khai báo hai cái biến x1, x2 kiểu dữ liệu là SV. Chạy coi có gì lỗi không? Không, đó. Mà thường thì mình định nghĩa trên rồi mình khai báo ở dưới ha. Ở đây vừa định nghĩa kiểu dữ liệu vừa khai báo biến. Rồi. Đối với kiểu dữ liệu cấu trúc mình có thể gán. Ví dụ nha. Cô khai báo biến x kiểu dữ liệu cấu trúc SV. Cô lại khai báo một cái biến y kiểu dữ liệu SB, SV. Cô có thể gán ha. Cô nhập dữ liệu cho x rồi nè. Cô có nhập dữ liệu cho y chưa? Chưa. Bây giờ cô lấy cái x, cô gán qua cho y, y bằng x. À, gán như vậy được. Trong khi đối với mảng thì không được, chuỗi không được ha. Còn đối với kiểu dữ liệu cấu trúc, mình có thể gán dữ liệu của x cho vào y. Tức là y bằng x á, tức là x cho vào biến y. Bây giờ mà cô in cái y ra thì nó cũng ra y vậy ha. Xuất cái y ra màn hình nè. Cái này là xuất cái x ra màn hình. Bây giờ cô xuất cái y ra màn hình nó cũng là một dòng y như thế. Xuất y ra màn hình. Vậy chỗ này cô phải sửa tên biến là y chấm mã sinh viên, y chấm họ tên, y chấm điểm trung bình, y chấm ngày nhập học, y chấm, nói chung là y chấm hết, tên biến chấm tên thành phần. Rồi, ở trên là x, ở dưới là y, nhưng mà y bằng x, cho nên hai cái giống nhau. Rồi, ví dụ mã sinh viên. Điểm trung bình. Ngày nhập học. Ngày ra trường.
Rồi nó xuất ra hai dòng giống y như nhau, tại y bằng x mà ha. Nè, y bằng x đối với chữ liệu cấu trúc có thể gán được như thế này, nhưng mảng một chiều, mảng hai chiều và chuỗi thì không gán được đâu nha. Đối với kiểu dữ liệu cấu trúc, mình có thể gán hai cái biến cấu trúc với nhau, hoặc hoặc y chấm hoặc y chấm điểm trung bình bằng bằng bao nhiêu đó. Ví dụ như bây giờ y bằng x xong, bây giờ cô lại nhập y chấm điểm trung bình bằng 10 ha, thì khi đó điểm trung bình của y sẽ bằng 10 đó. Hồi nãy cái dòng lệnh trên nè thì điểm trung bình của y bằng điểm trung bình của x luôn, bây giờ ở dưới là điểm trung bình của y 10 điểm lận ha, là vậy nhập vô ví dụ mã số sinh viên rồi rồi điểm trung bình của x là 4.5 ha, 12 tháng 2 23 tháng 3. Rồi vậy điểm trung bình của y bằng 10 nhé. Vậy có nghĩa là đối với kiểu dữ liệu cấu trúc, mình có thể gán nguyên cái biến x, biến cấu trúc x vào y, hoặc mình có thể gán từng thành phần. Ở đây có thể gán 10 hoặc gán bằng x chấm điểm trung bình cộng 2. Có nghĩa là điểm trung bình của y sẽ bằng điểm trung bình của x cộng thêm 2 nhé. Ở đây cô chỉ khai báo có một hai cái biến kiểu dữ liệu là SVA thôi. Nhưng nếu bây giờ cô muốn lưu danh sách của sinh viên lớp mình thì lớp mình có 60 sinh viên. Vậy mình có thể khai báo một cái mảng một chiều ha, mảng một chiều tối đa 60. Mảng một chiều tên là A. Tối đa 60 phần tử, mỗi phần tử có kiểu là SV. Cũng tương tự như mảng một chiều có kiểu dữ liệu là in nhé. Vậy đó. Rồi, ví dụ như mảng tối đa 20 sinh viên thì viết chương trình mà có mảng kiểu dữ liệu cấu trúc, thường thì người ta viết hàm xử lý cho một cái biến cấu trúc thôi. Rồi muốn xử lý cho nguyên cái mảng đó thì mình dùng vòng lặp, dùng lại cái hàm xử lý một biến đó và xây dựng cái vòng lặp để lặp lại thôi. Hen. Vậy cho nên bây giờ thì cô sẽ làm cái phần quản lý sinh viên trong IT Coder nha. Cái lớp trước thì cô làm trên FC, các bạn coi lại trên video. Còn lớp này cô làm trên IT Coder.